Việt Nam Export Esport. Các không biết là ai viết nhưng mà cái này hơi kéo tào lao không? Tại vì ví dụ như kiểu nhá, ngày xưa mà Kia lúc còn đợt mở gam ấy, đợt đấy là Kia nó bị cái viên gam B thì phải. Viên gam B hay là nó bị cái gì á? Mà nó phù nề hết chân với cả bụng lên ấy. Đợt đấy là bệnh gì nhở? Bệnh gì ra? Anh Nghị là người thứ nhất là Kia là nó không có được đi học lớp 1 này. Không có biết chữ này. Anh Nghị là người dạy Kia chữ này, đưa Kia đi học này. Rồi mua thuốc cho Kia để Kia hết bệnh này. Rồi nói chung là hướng cho Kia những cái điều tốt này. Bị thận, bị gút. Nói chung là người khá là quan tâm đến tuyển thủ của mình đấy. Cái này nó hơi 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 tào lao không?